Lập trình viên là người sử dụng những công cụ và ngôn ngữ lập trình để phân tích, thiết kế, tạo ra những phần mềm, website, trò chơi cung cấp cho thị trường. Công việc của lập trình khá phong phú, gồm nhiều phần: phân tích hệ thống, lập kế hoạch dự án phần mềm, phân tích yêu cầu, thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử phần mềm, bảo trì. Mỗi một lập trình viên sẽ tham gia vào một khâu trong quy trình này. Đây là một nghề hấp dẫn với rất nhiều lợi ích như nhiều cơ hội thăng tiến, tiếp cận tri thức mới, môi trường làm việc tiện nghi, thu nhập cao. Nhưng kèm theo đó là những thách thức như cường độ lao động cao, dễ bị bệnh nghề nghiệp do ngồi văn phòng nhiều như đau xương khớp, hô hấp, thị giác. Áp lực môi trường lớn và bị cạnh tranh rất cao, thậm chí là khốc liệt. Tuy nhiên không thể phủ nhận đây là một công việc có tiềm năng phát triển rất lớn. Phát triển phần mềm và các ứng dụng được xác định là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Từ 95 doanh nghiệp năm 1996, sau 20 năm, con số này đã gấp 42 lần. Doanh thu ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2010-2015 đã tăng 1,5 lần, từ 2 tỷ đô la Mỹ lên 3 tỷ đô la Mỹ. Lập trình viên có thể làm việc tại nhiều công ty phần mềm hoặc làm tự do mà vẫn có thu nhập rất cao. Để trở thành một lập trình viên, đòi hỏi bạn phải khả năng toán học, óc logic và trí sáng tạo, khả năng làm việc dưới áp lực lớn, kiên trì, nhẫn nại, tính chính xác trong công việc, ham học hỏi, trau dồi kiến thức, khả năng làm việc theo nhóm, trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đam mê nghề nghiệp. Hiện có nhiều địa chỉ uy tín để học lập trình tại các tỉnh thành, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương cũng đào tạo lập trình tại các trường và trung tâm dạy nghề.